Anh tỉnh dậy và thấy mình đã ái sinh cùng người vợ tổng giám đốc của mình. Nhưng anh không hề vui vẻ. Anh thậm chí còn cố tình né tránh cô ấy. Mẹ của Liễu Như Yên, để cảm ơn anh đã dạy kèm cho Liễu Như Yên, đã cố ý mời anh và bố anh đi ăn tối cùng. Sau giờ học, anh và Liễu Như Yên cùng nhau đi xe buýt đến nhà hàng Liễu Ngạn. Ngay trên xe buýt, anh đã thú nhận rằng mình không phải 17 tuổi. Nhưng điều anh không ngờ tới là, rõ ràng là anh đã muốn tiến tới mà Liễu Như Yên lại tỏ ra tức giận. Thôi đi, anh thay em giả vờ ngủ rồi cố tình chạm vào em. Chẳng lẽ anh phủ nhận sao, em đâu có nói mình không nhận ra. Liễu Như Yên cứng miệng khi bị vạch trần âm mưu, còn cố nói mình không phải 17 tuổi. Nói với anh này, cho dù anh còn đang đi học mẫu giáo thì em vẫn muốn chạm vào anh. Mộc Vũ choáng váng. Đó là cái lối suy nghĩ gì thế? Bạn học Mộc Vũ, thực ra em cũng không cố tình chạm vào anh đâu. Liễu Như Yên chuyển hướng suy nghĩ, thấy mình nói thế có vẻ không đúng. Vì vậy, cô ấy liền đổi ý ngay lập tức. Em chỉ đóng vai là cô giáo dạy người yêu thôi, đang rèn luyện cho anh. Cô nghiêm túc phân tích trường hợp con gái thân thiết với anh. Cho dù anh không tự nhiên đáp trả, anh cũng có thể thuận theo cô ấy. Nhưng em cũng hiểu mà, dù sao anh chưa từng yêu đương. Anh quá căng thẳng nên mới phải tìm ra cái cớ vô lý về tuổi tác như vậy, điều này cũng bình thường. Nghe cô ấy nói vậy, anh có chút buồn cười. Thì ra cô ấy không hiểu ý của mình chút nào. Anh không nhịn được cười thành tiếng. Có vẻ như cô gái này thích quá trình xây dựng lại mối quan hệ với anh. Vì thế, anh cũng không nhịn được trêu chọc Liễu Như Yên một câu. Thế các cô gái khác thân mật với anh, chẳng lẽ anh cũng phải đáp lại họ sao? Không được, không được, chắc chắn là không được. Liễu Như Yên vội vàng lắc đầu, phải là những cô gái anh thích. Nhưng có vẻ như anh không thích cô gái nào thì phải. Phải làm sao bây giờ? Làm sao lại không có chứ? Anh có thể thích em mà. Khoảng nửa giờ sau, xe buýt số 11 dừng lại gần nhà hàng Liễu Ngạn. Anh và Liễu Như Yên lần lượt xuống xe. Nhà hàng ở ngay gần trạm xe buýt. Khi bước vào nhà hàng, Liễu Như Yên quay sang anh nói. Anh Mộc Vũ, anh có căng thẳng không? Căng thẳng vì sao? Anh không khỏi ngạc nhiên. Bởi vì đây là lần đầu tiên cha mẹ hai bên chúng ta gặp nhau. Rất có thể đây sẽ là điều quyết định cả cuộc đời của chúng ta. Liễu Như Yên nghiêm mặt nói, lườm anh tỏ vẻ phản đối. Anh nghĩ có khả năng đấy sao? Ôi chao, mình đang diễn kịch với anh đấy, sau này gặp bố mẹ bạn gái thì phải làm sao? Liễu Như Yên nói, cuộc sống giống như là diễn tập, cơ hội này không nhiều lắm đâu. Anh đừng có căng thẳng mà nói mình không phải 17 tuổi, nói mấy lời nhảm nhí như thế nhé. Anh cười, có lẽ chẳng phải mình mới là người căng thẳng đâu nhỉ. Liễu Như Yên hơi tức giận, là sao? Tìm họ trước đã, anh chỉ tay về phía quầy lễ tân. Anh hỏi về phòng riêng của Ôn Thuần Lan. Nhân viên phục vụ dẫn hai người đến đó. Anh mở cửa phòng riêng, bố anh đã ngồi vào bàn rồi. Hai tay ông để vào lòng trông có vẻ căng thẳng. Trong khi đó, ở phía bên kia, không chỉ có mẹ của Liễu Như Yên là Ôn Thuần Lan, mà cả bố cô ấy cũng tới. Nhưng trước mặt bố mẹ cô ấy trên bàn ăn còn có cả một đống sách. Tiểu Yên, các con đến rồi à? Nhìn đống sách tham khảo này xem, bạn Mục Vũ nói rằng con nhất định phải đọc hết đấy, tuần sau đi học nhớ mang đến trường. Ôn Thuần Lan đứng dậy chào anh một câu. Liễu Như Yên chỉ muốn dùng đậu phụ đập chết mình cho rồi. Đống sách tham khảo này định khiến mình phải bỏ mạng sao? Lúc này, anh chủ động bước tới. Dì ơi, thực ra cháu có thể bố trí một số bài tập về những nội dung này cho bạn Liễu Như Yên làm vào cuối tuần. Sắc mặt lo lắng của Liễu Như Yên lập tức trở nên tuyệt vọng. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh bố, còn Liễu Như Yên thì ngồi giữa bố mẹ mình. Trước tiên, cảm ơn Bijan Mộc Vũ đã dạy kèm Tiểu Yên học. Với tư cách là mẹ của Tiểu Yên, dì xin cảm ơn cháu. Ôn Thuần Lan nâng cốc nước đứng dậy. Sau đó, bố của Ôn Thuần Lan cũng giơ cốc lên để chúc mừng. Mọi người lần lượt cụng ly chúc mừng, tuyên bố bắt đầu bữa tối. Mẹ của Liễu Như Yên cố ý mời anh và bố anh đến ăn tối, chủ yếu là vì kết quả học tập của anh và Liễu Như Yên, nên tất nhiên chủ đề trò chuyện cũng liên quan đến việc học. Vợ chồng Ôn Thuần Lan luôn đối xử rất thân thiện với anh, họ thể hiện rằng họ rất thích đứa trẻ ham học hỏi như anh. Lúc đầu, Liễu Như Yên còn thấy chán ngắt bữa tối vô vị này, nhưng khi nghe bố mẹ mình nói vậy thì cô thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy sợ rằng sau khi được tái sinh trở về thì thời gian gặp lại anh của cô ấy sẽ thay đổi, thái độ của bố mẹ đối với anh cũng thay đổi theo. Nhưng bây giờ có vẻ như họ vẫn khá hài lòng. Có vẻ như việc Mộc Vũ trở thành học bá cũng là một điều tốt. Chỉ là chỉ số EQ của cô ấy quá thấp. Rõ ràng là một chàng trai ấm áp, thế mà bây giờ lại thành ra chàng trai thẳng tính rồi. Hai gia đình ngồi ăn tối cùng nhau, bầu không khí rất đầm ấm. Nhưng Ôn Thuần Lan không chỉ muốn thể hiện lòng cảm ơn đơn giản như vậy. Sau khi ăn xong, bà ấy đã thử dò hỏi mục đích của mình. Bạn học Mộc Vũ à, thực ra với tư cách là bố mẹ, chúng ta đều mong rằng con mình có kết quả học tập tốt. Ôn Thuần Lan ngượng ngùng cười, vì vậy ta nghĩ rằng, vì hai đứa là bạn học và là bạn cùng bàn, giúp đỡ lẫn nhau cũng dễ dàng hơn. Vậy ta có thể nhờ bạn Mộc Vũ dành nhiều thời gian hơn để giúp Tiểu Yên không?
Bố của Liễu Như Yên nói thêm, nếu thấy rằng điều đó ảnh hưởng quá nhiều đến việc học của Mộc Vũ thì thôi vậy, chúng ta chỉ hỏi thôi mà. Đúng, Ôn Thuần Lan gật đầu. Bố anh hơi do dự nhìn anh, nhỏ giọng nói, Mộc Vũ, con tự đưa ra quyết định. Anh bình tĩnh nói, kỳ thực con theo yêu cầu của chủ nhiệm lớp. Mỗi ngày đều bổ túc ngữ văn cho bạn ấy. Ôn Thuần Lan liền vội vàng lắc đầu. Ý A-di là, tỉ như nghỉ đông, nghỉ hè những thời giờ này. Con cũng có thể giúp Tiểu Yên học tập. Nghe nói như thế anh trực tiếp cự tuyệt không được. Ôn Thuần Lan cùng Liễu Như Yên phụ thân trong lòng ý cảnh. Nói tiếp bởi vì kỳ nghỉ tới con chuẩn bị đi làm thêm. Phụ mẫu Liễu Như Yên liếc nhau. Sau đó bọn họ liền cười. Nếu như bạn học Mộc Vũ chỉ là việc này thì rất đơn giản a. Ngượng ngùng a hai vị. Nhà chúng ta tình huống có chút không tốt lắm. Cho nên Mộc Vũ mới có ý nghĩ này. Ba ba đứng dậy hướng Liễu Như Yên phụ mẫu cười nói. Ông cho là đối phương là đang cười nhạo. Dù sao có thể mời bọn họ tới loại nhà hàng này. Điều kiện gia đình chắc chắn rất tốt. Hơn nữa thời điểm tới, nhìn thấy bọn hắn vẫn là lái xe tới. Thúc thúc, chú hiểu lầm rồi. Lúc này Liễu Như Yên đứng dậy nói, ý của cha mẹ con là, nếu như Mộc Vũ đồng học, muốn tại thời gian nghỉ đông đi làm thêm, vậy thì cùng phụ đạo con học tập xong chi phí gia đình con sẽ trả. Vì cái gì, ba anh hơi không hiểu kỳ thực là dạng này. Nhà chúng tôi cũng có kinh doanh một cửa hàng điện thoại. Ôn Thuần Lan giải thích nói, kỳ thực hàng năm tới công ty của chúng ta người tốt nghiệp khóa này đều không. Thiếu cao trung nghỉ đông và nghỉ hè công việc cũng có. Nếu như có thể mà nói tới công ty nhà chúng ta như thế nào? Anh suy nghĩ một chút. Anh cũng không có lập tức đáp ứng. A-di đưa điện thoại cho anh. Nếu như con nghỉ đông nghĩ đến đi làm, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Ôn Thuần Lan đưa số điện thoại di động cho anh. Liễu Như Yên ở bên cạnh đắc ý cười. Vốn là cô còn tại lo lắng. Lấy thái độ của anh với cô bây giờ, như thế nào mới có thể để cho thời điểm nghỉ đông đi cùng với mình? Nhưng mà bây giờ đã hoàn toàn không có lo lắng cần thiết. Phụ mẫu trợ công vẫn là phi thường mấu chốt. Đương nhiên bọn họ nhưng không biết. Nhà mình khuê nữ lại còn có chủ ý lên người ta. Cơm nước xong xuôi không sai biệt lắm gần 8 giờ. Liễu Như Yên đi theo phụ mẫu cùng nhau về nhà. Mà anh cùng ba ba cũng trở về trong nhà. Mộc Vũ ba mua chút mì sợi ở nhà. Cuối tuần ba muốn tăng ca tại xưởng. Có thể không trở về nhà. Con ở nhà tự nấu ăn nhé. Ba ba hướng anh nói. Nhưng mà còn không đợi anh trả lời. Ba ba cắn răng, lại lấy ra 100 đồng tiền mặt đưa cho anh. Mộc Vũ con vẫn là cầm lấy đi xuống quán ăn à. Con bây giờ chính là đang tuổi lớn không thể ủy khuất. Cha anh thở dài. Anh đương nhiên biết ý nghĩ của phụ thân. Tại bên trong cái xã hội này tiền không phải vạn năng. Nhưng không có tiền làm bất cứ chuyện gì đều nửa bước khó đi. Cho nên tại sau khi sống lại, ý niệm anh muốn kiếm thật nhiều tiền mạnh phi thường sau khi sống lại. Anh thuyết phục ba ba đưa tiền anh mua mấy cái cổ phiếu. Về đến phòng, ABG đưa điện thoại di động anh mò ra một chút thị trường phái sinh. Trừ mình ra mua mấy cái cỗ bên ngoài. Còn lại kỳ hạn giao hàng hình thức. Cũng là dựa theo anh dự đoán tình huống đang phát triển. Hiện tại muốn làm chính là chờ sang năm một tháng thu hoạch lớn. Đinh tin nhắn thanh âm nhắc nhở vang lên. Anh mở ra xem đó là tin nhắn của lão bà. Mộc Vũ đồng học ngủ chưa? Bây giờ bắt đầu viễn trình dạy học à? Bạn gái gửi nhắn tin cho anh. Anh không trả lời. Anh nghĩ trả lời lại sẽ tốn phí. Thỉnh thêm nick Quy Quy. Liễu Như Yên thậm chí cũng không hỏi anh chương mục bao nhiêu. Trực tiếp liền thêm nick Quy Quy của anh. Bởi vì nick Quy Quy của anh. Thế nhưng là phương tiện giải trí duy nhất của cô lúc rảnh. Lúc không có chuyện gì làm. Cô ấy liền sẽ vào nick của anh chơi game trên điện thoại. Về phần nick của chính anh liền bị công ty game khóa. Nguyên nhân là dính líu diễn viên cố ý tặng quà. Hệ thống làm ra phong cấm xử lý. Lúc đó Liễu Như Yên kém chút muốn tức điên. Cái gì gọi là diễn viên? Chính mình chỉ là đoán một chút đâu được không? Mộc Vũ đồng học thêm bạn trên QQ chat nha. Cô ấy liền bắt đầu bắt chuyện, đồng thời phát ra cái ái tâm. Cuối tuần đi ra chơi như thế nào? Xem phim dạo phố, đi công viên trò chơi những thứ này có thể. Cũng là muốn hạng mục trọng điểm cho anh. Liễu Như Yên kích động, đầu lông mày anh nhướng một chút. Bài tập về nhà cuối tuần hôm nay tôi bố trí cho cậu, cậu làm xong chứ? Sau một chuỗi dấu chấm lửng, Liễu Như Yên thở dài rồi trả lời, rồi, vậy thì cuối tuần em sẽ chỉ ở nhà thôi. Ủa, ai bảo em thích anh thì đương nhiên mọi việc đều nghe anh cơ chứ. Khóe môi anh nở một nụ cười, chỉ ở nhà không cũng không được đâu, phải tập thể dục nữa chứ. Ví dụ như đại hội thể dục thể thao vào tuần tới ấy, tôi cũng định đăng ký tham gia. Thế em cũng đăng ký, Liễu Như Yên trả lời ngay. Chúng mình đăng ký thi chạy tiếp sức nhé. Nếu như em cầm gậy chạy mà anh đưa cho thì có khi nào em phá vỡ được kỷ lục thế giới không nhỉ? Nhìn vào nội dung vừa gửi đi trên điện thoại, trong đầu Liễu Như Yên bắt đầu tưởng tượng. Đường chạy sân vận động,
chàng trai dưới ánh nắng mặt trời trao gậy chạy tiếp sức cho cô. Khi cô cầm lấy gậy chạy, cô nhầm vị trí, thế là nắm chặt tay chàng trai ấy, thế là họ cùng nhau chạy. Trước mặt toàn thể học sinh trong trường, họ nắm tay nhau chạy trên đường đua. Sự lãng mạn của thời học sinh ấy đã lâu rồi cô không được trải nghiệm nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc cô đang mơ mộng, anh lại phũ phàng phá vỡ mộng tưởng của cô. Liễu Như Yên nhìn thấy tin nhắn em gửi tới, chạy tiếp sức bây giờ không còn phân biệt nam nữ nữa. Anh thấy khán giả vẫn phù hợp với em hơn. Xem xong tin nhắn, Liễu Như Yên tức giận nghiến chặt răng. Mộc Vũ, đồ khốn khiếp, xem ra anh nghiện ngược đãi vợ lắm rồi nhỉ.